luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam là một trong những dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo được quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm theo trình tự xem xét thông qua tại một kỳ họp đáng chú ý là đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử cho người nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế người nước ngoài vào việt nam nghiên cứu khảo sát thị trường tìm kiếm xúc tiến đầu tư Liên quan đến vấn đề này, truyền hình quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đại diện cục quản lý xuất nhập cảnh bộ Công an. Vâng, à, được biết là những sửa đổi bổ sung của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam lần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút người nước ngoài à, vào Việt Nam à, trong cái vấn đề đầu tư du lịch, tìm hiểu thị trường. À, vậy à, điều này sẽ được à, thể hiện cụ thể như thế nào trong dự thảo luật thưa cục trưởng? Dự thảo luật đã quy định nâng cái thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng và có giá trị một lần hoặc nhiều lần và mở rộng cái diện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ à, trong khi là trước đây chúng ta mới chỉ có 80 quốc gia đưa vào danh sách là cấp thị thực điện tử và à, giao chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước vùng lãnh thổ trên cơ sở đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội phù hợp chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và cũng nâng cái thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực gia hạn tạm trú theo các quy định khác của luật. Vâng với những thay đổi trên thì dự báo là lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam sẽ tăng. Cơ quan soạn thảo đã đưa ra những cái chính sách nào về công tác quản lý để đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội? Thì dự thảo luật cũng đã sửa đổi bổ sung các cái quy định để tăng cường cái công tác quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam à, nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm tại Việt Nam và bổ sung trách nhiệm của cơ sở lưu trú nghĩa vụ của người nước ngoài trong việc trình xuất à, hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú à, theo quy định và cái đổi tên chương thứ bảy của luật xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh cư trú người nước ngoài tại việt nam và bổ sung một số điều trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến hoạt động của người nước ngoài cư trú tại việt nam